quay sau á. Ừ anh quay mà. Không sao đâu, đoạn nào mặt nghệt thì anh sẽ cắt đi. Chào mừng đến với Bùng Trên Đường TV. Nhân vật ngày hôm nay chai nước hoa nam Individual của thương hiệu Montblanc. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu đôi chút về thương hiệu này. Montblanc là một thương hiệu của Đức, được thành lập năm 1906. Hãng này chuyên sản xuất những sản phẩm cao cấp được chế tác thủ công như bút viết, đồng hồ, đồ gia thuộc và phụ kiện. Nổi tiếng nhất phải kể đến là những chiếc bút viết Montblanc. Chúng được chế tác thủ công vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ và thường được các nguyên thủ quốc gia, các chính khách, giới nhà giàu, quý tộc tin dùng. Một vài điểm thú vị về thương hiệu này là tên thương hiệu được đặt theo tên của ngọn núi cao nhất dãy Alper, ngọn Mont Blanc. Trên ngòi những chiếc bút viết Mont Blanc sẽ được khắc con số 4810. Con số này đại diện cho độ cao của đỉnh Mont Blanc, 4810m. Cửa hàng đầu tiên của hãng được mở bên ngoài nước Đức, không phải là tại các nước láng giềng châu Âu, mà nó được mở tại Hồng Kông vào năm 1990. Ngày nay thì hãng đã có cửa hàng tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Bốn chai nước hoa nam nổi tiếng và bán chạy nhất của hãng là Legend, Legend Spirit, Explorer và chai Individual này. Chai này được ra mắt năm 2003. Mình sẽ quay lại gần và cùng xem qua thiết kế của nó. Ấn tượng đầu tiên khi ngửi hương này, đó là một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ. Nó được hãng giới thiệu với hơn 20 nốt hương khác nhau. Nhưng khi ngửi nó thực tế, bạn sẽ không thể nhận ra được bất kỳ nốt hương nào giống như được miêu tả. Mùi hương này khá tổng hợp. Trong thế giới nước hoa, mùi hương càng hướng tới tự nhiên sẽ càng quyến rũ và càng được đánh giá cao. Tuy mùi hương này khá tổng hợp, nhưng nó vẫn rất thơm và quyến rũ. Thường thì khi mới xịt nước hoa, hương hoa sẽ nồng, sau đó dịu lại dần dần. Nhưng với chai này thì không. Ngay cả khi bạn mới xịt thì mùi hương của nó vẫn dịu dàng và trơn tru, không hề nồng. Khi ngửi hương này, bạn có thể liên tưởng đến hình ảnh các anh soái ca trong những bộ sơ mi trắng. Nó sexy. Người thấy nó, bạn sẽ muốn hít thêm nữa. Đó là những gì mình ấn tượng về chai này. Thơm, ngọt ngào, sexy. Hương này sử dụng phù hợp quanh năm, nhưng ngoại trừ thời tiết quá nóng ra. Dùng nó đi chơi, đi cà phê, đi hẹn hò sẽ rất hấp dẫn và quyến rũ. Kể cả khi bạn dùng nó đi làm trong môi trường thường ngày thì cũng rất phù hợp. Độ tỏa hương và thời gian lưu hương của nó rất tốt. Nó lưu hương trên quần áo được hơn 8 giờ. Chai này được cộng đồng người dùng quốc tế đánh giá rất tốt. Nó cùng với chai Quid Original Santel có mùi hương rất giống nhau, và hương cuối của nó cũng giống với chai Jup Om. Nếu như bạn không phải là một fan cực cứng của nhà Quid thì giữa hai chai Original Santel có giá đắt hơn 6 lần. Vậy nên chai này sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn cả. Tiếp theo, để có cái nhìn tổng quan hơn, hãy theo chân mình ra phố và hỏi ý kiến từ nhiều người. Anh có một chai nước hoa ở đây, anh muốn cho mấy em ngửi thử để xem các em cảm nhận sao về chai nước hoa này nhé. Anh mới xịt nó ra đây. Em gái đi. Dạ.
thử người thử mùi hương anh mới xịt ra đây để xem cảm nhận của em như thế nào. Anh mới xịt nước hoa ra đây, ra tờ giấy này. Anh muốn xem em cảm nhận nó như thế nào. Anh mới xịt nó ra đấy. Xịt ra tờ giấy. Ừ, em thử người đi. Anh mới xịt ra tờ giấy rồi. Là xịt ra tờ giấy không? Đúng rồi, em thử người đi. Lát nữa cho điểm nhé. Xịt ra chưa? Em nữa đi. Nếu mà cho điểm thì em cho bao nhiêu? Theo thang điểm 100. Anh quay sau á. Ừ, anh quay mà. Không sao đâu, đoạn nào mặt nghệt thì anh sẽ cắt đi. Nếu mà theo thang điểm 100 thì em cho hương này được bao nhiêu? Chai này dành cho nam. Nước hoa dành cho nam. Tám điểm đúng không? Theo thang điểm 100 thì em cho bao nhiêu? Nếu mà 100 điểm là mùi hương thơm nhất từ trước đến giờ của em, hương này được bao nhiêu? Em áo vàng 9 điểm à? Còn em? 10 điểm. Ok. Rồi anh cảm ơn mấy em nhé.